vui thấy mẹ mình, vui thấy mọi người trong nhà vui cái đã, để cho mình quên đi cái mệt nhọc, những cái gì tất bật ngoài cuộc sống đi, rồi sau đó ăn cơm nước xong rồi nghỉ ngơi. Thậm chí lúc nào vui đó thì nói ra những cái điều mà mình khó chịu. Còn có những người mà khi thấy chồng mình về cái mặt hầm không thèm nói, cứ như vậy chồng rất là khó chịu, đàn ông khó chịu lắm. Đôi khi nó phát sinh rất là nhiều cái mâu thuẫn, cãi vã nhau cũng từ câu chuyện đó. Tại vì hai đứa con là kiểu như đứa nào cũng nóng tính, mà một đứa nói là phải một đứa nhịn, mà trả lời thì mất công là con sợ cái chuyện nó lại lớn lên. Mà cái kiểu mà con nói không được thì con tức, thì con để trong lòng kiểu như bị ấm ức á. Nên là cái con không được vui, nó hiện cái mặt luôn. Khi đó con chia sẻ với mẹ chồng, nên nó nói mẹ cũng ức quá, cũng đi giờ này cũng chưa về. Mà, mẹ thấy không? Mà mẹ chồng lại binh con trai nữa chứ, đâu dám nói. Mẹ cũng là thương chồng á, rồi thương chồng em á, xong rồi thương cháu nữa. Binh mọi điều kiện á, kiểu như là chiều hết mức có thể luôn. Cái kiểu như là bà nội binh cháu quá là mình không dạy được. Nhiều khi là chiều quá, nhiều khi mình la một tí xíu cái là nội xót, cái nội la. Rồi không thì cho mình cho ăn cái, lại kêu thôi cho em ăn đi có sao đâu con, em còn nhỏ mà. Cứ như vậy thì mình không dám cãi đâu không chị. Mẹ thấy sao mẹ? Điều đó thì nói cũng đúng, nhưng mà tại vì nhiều khi mình thấy nó con nít, nhiều khi nó đòi ăn mà không cho nó thì cũng thấy xót. Nhưng mà tại vì nói chung thằng bé ở nhà nó cũng to ký quá rồi, nó sợ con nó bị béo phì. Đôi khi á, mình cho thì nó có vẻ không vui. Thì lúc đó mình thấy nó cũng hợp lý thôi, cũng không phải buồn gì nó đâu. Nên tâm sự mẹ chồng nhiều hơn, con đừng nghĩ là mẹ thương con trai nhiều quá mẹ không chia sẻ với con đâu. Chắc chắn rằng trong lòng của mẹ cũng yêu thương con dâu như là con ruột mình thôi. Cứ chia sẻ mẹ sẽ là người gọi là giải quyết rất là tốt. Đôi khi nhỏ nhỏ mẹ binh, nhưng chuyện nào mẹ thấy sai là chắc chắn mẹ sẽ la chồng của con ha. Giờ là chồng con nó gửi cho chương trình bức thư, tôi đọc thế thôi chồng con nói gì. Thư gửi đến mẹ và vợ. Đầu thư xin được chân thành cảm ơn các anh chị chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu đã tạo điều kiện để em có cơ hội được bày tỏ điều mà thường ngày không thể. Chào cô. Dạ, mời chào cô ngồi. Chào em gái. Dạ, xin chào chị. Xin mời cô và chị ngồi ạ. Xin chào Quyền Linh. Dạ. Dạ, Lê Lộc. Dạ, chào và cô. Xin chào quý vị khán giả có mặt hôm nay. Dạ. Cô tên là Nguyễn Thị Liên. Cô năm nay cô 57 tuổi. Dạ. Bây giờ hiện tại thì cô đã nghỉ hưu rồi. Mình đang ở đâu ạ? Nhà cô ở phường Bình Thọ, Thủ Đức. Phường, dạ. Dạ, dạ xin mời chị ạ. Dạ, cô chào chú Quyền Linh, chào Lê Lộc, chào quý khán giả. Con tên là Ngọc Sương, năm nay con 31 tuổi, con có bé 18 tháng. Chị làm dâu của mẹ bao lâu rồi? Dạ, được 2 năm rồi. Cái ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu này đó, thì cô ấn tượng điều gì? Con trai cô dắt về. Cái ấn tượng của cô là nhìn thấy nó cũng có vẻ hiền lành, cũng chất phát, như là không xe xua. Cô thích là thích cái sự không xe xua của con bé. Chồng em dẫn về thì trước đó thì chồng nói là nhìn mẹ hiền lắm, không có sao đâu. Còn lúc mà em bước vô nhà gặp mẹ thì em cũng thấy là nhìn mẹ kiểu như dữ, kiểu bị khớp á. Là mình không có dám nói, mình không có dám làm cái gì á. Lúc mà tới bữa đó là có ngồi lại ăn cơm, mà xong rồi cái ngồi ăn mình cũng không dám ăn, mà mình múc cũng không dám múc, mà kiểu như mình làm phụ quá thì mẹ cũng không cho. Mà cái nghĩ là coi như là mẹ sợ mình làm hư, mình làm không được cái gì á, mẹ không cho làm, nên là thấy mẹ hơi khó chịu, hơi khó chứ. Đó, nhưng mà qua mấy lần sau con qua nhà chơi á, cái một lần là con vô tình là con đi ra cổng á, cái con đứng dựa vô cái tường nhà á, đó là có nguyên một hàng kiến lửa luôn. Cái xong cái mẹ chồng con thấy con như vậy dính dựa dính như người nè, cái mẹ chồng lại phủi cho con. Lúc đó thì con thấy là mẹ dễ gần hơn, mẹ kiểu như là mẹ tình cảm hơn. Phủi kiến đó hả? Dạ, mẹ tình cảm. Ai thấy kiến trên ai người khác cũng phủi thôi mà. Nhưng không? Mà cái hành động nhỏ nhưng mà chạm vô trái tim của nàng dâu. Giờ thí dụ con thấy một kiến trên ai người khác con cũng phủi thôi mà. Không, người khác là con phủi chứ chú là con để. Con ác rồi. Đừng ngần ngại, hãy đăng ký ngay tại fanpage Mẹ Chồng Nàng Dâu hoặc gọi hotline để có những kỷ niệm đáng nhớ cùng Mẹ Chồng Nàng Dâu. Về làm dâu thì con có làm những bộ phận của nàng dâu, rửa chén, giặt quần áo, dọn dẹp thì có không? Dạ, được mẹ chồng cưng như là con không phải làm việc nhà. Không làm gì hết. Dạ, con chỉ ở nhà con chăm em bé rồi chăm cho chồng con thôi. Còn mọi việc là mẹ dành mẹ làm hết. Trời. Sướng quá ta. Thì nói chung đó là mình có thằng con trai thôi, mình đâu có nhiều đâu, nên cũng không có cái việc gì mà phải để cho
cho con nó làm hết đó. Tự mình làm hết luôn. À, coi như là miễn là con cái nó vui là cô cảm thấy vui rồi. Nhìn nhà thì bình thường. Nhà cửa rồi nấu cơm nấu nước ai nấu? À, nấu cơm nước thì nói chung á, xã ông đi làm về sớm thì ông nấu cơm là nhiều. Ba thì dành nấu, mẹ thì ngồi phụ chút chút gì đó. Còn không thì hai mẹ con ngồi giũa móng tay chơi nhau xong rồi tôi nấu xong cái bà kỳ vọng lên ăn. Trời ơi. Ngồi xuống. Con nghiệp ba chồng không? Ba chồng nấu cơm con dâu với mẹ ngồi giũa móng tay. Nha. À, vậy ba chồng dễ thương quá hả? Hai mẹ con thích coi mấy chương trình mà nấu ăn rồi hướng dẫn này nọ rồi đó. Nhưng mà hai mẹ con không biết nấu ăn. Xem chương trình nấu ăn mà không nấu ăn. Nấu dở quá. Không phải là cái gì. Cũng muốn chỗ nấu lắm. Nhưng mà nhiều khi vô làm cái không vừa ý ổng. Thành thử ổng nói thôi để tôi làm cho nó lạ anh còn được. Con là con không biết nấu ăn nhưng mà con làm bánh được. Ba mẹ chồng con thích con làm bánh cho ăn đó. Chỉ làm bánh thôi hả? Dạ. Con phải nghĩ ra món ăn nào đó chứ. Không, nói chứ con bé nó cũng làm được. Lâu lâu nó làm cà giám cho cả nhà ăn. Làm ăn cũng được. Dạ. Nhưng mà coi như là không thường xuyên thôi. À, nói chung bây giờ nó cũng còn có em bé. Nhưng mà hai mẹ con mình có sở thích chung là gì không chị? Sở thích chung là hai mẹ con cùng thích ăn vặt. Đi mua sắm với nhau nè. Kiểu như đi làm đẹp, đi tiệm tóc rồi trang điểm rồi đó. Đến như vậy. Có điều cái là mình thì mình nói nhiều, con bé thì nó ít nói. Qua chương trình này thì mình cũng nói là mai mốt con bé thì coi như rộng mở chút, nó nhiều hơn chút. Thì nhiều cái nhiều khi những cái gì trong lòng của nó nhiều khi nó không nói, nhiều khi mình cũng không có hiểu. Nó im im nhiều khi là cái tạch cái thằng chồng đó thì đi làm mà nhiều khi ngoại giao đi nhậu với khách hàng này nọ thì con bé về cái mặt nó không vui. Cái mặt nó hầm hầm, có khi cô hỏi không biết nó có nghe hay là nó không nghe, mà nhiều khi nó đi luôn nó không trả lời. Cô cũng thấy buồn lắm. Chứ nói với đàn ông mà về nhà thấy phụ nữ mặt hầm hầm mà ngoài đúng là cũng khó chịu lắm á. Cái kiểu như là con ở nhà cả ngày á, nên là nhiều khi trong chồng mình về để tâm sự để nói hay là để quan tâm chia sẻ gì á, cái bỏ đi nhậu tới mình về mình ngủ luôn, lúc đó đâu có nói được cái gì đâu. Dạ con biết không, đôi khi nào, đàn ông á đi làm về mệt, mình về nhà muốn thấy vợ mình vui, thấy mẹ mình vui, thấy mọi người trong nhà vui cái đã, để cho mình quên đi cái mệt nhọc, những cái gì tất bật ngoài cuộc sống đi. Rồi sau đó ăn cơm nước xong rồi nghỉ ngơi, thậm chí lúc nào vui đó thì nói ra những cái điều mà mình khó chịu. Còn có những người mà khi thấy chồng mình về cái mặt hầm không thèm nói, cứ như vậy chồng rất là khó chịu, đàn ông khó chịu lắm. Đôi khi nó phát sinh rất là nhiều cái mâu thuẫn, cãi vã nhau cũng từ câu chuyện đó. Tại vì hai đứa con là kiểu như đứa nào cũng nóng tính, mà một đứa nói là phải một đứa nhịn, mà trả lời thì mất công là con sợ cái chuyện nó lại lớn lên. Mà cái kiểu mà con nói không được thì con tức, thì con để trong lòng kiểu như bị ấm ức á. Nên là cái con không được vui, nó hiện cái mặt luôn. Khi đó con chia sẻ với mẹ chồng, nên nó nói mẹ cũng ức quá, cũng đi giờ này cũng chưa về. Mà, mẹ thấy không? Mà mẹ chồng lại binh con trai nữa chứ, đâu dám nói. Mẹ cũng là thương chồng á, rồi thương chồng em á, xong rồi thương cháu nữa. Binh mọi điều kiện á, kiểu như là chiều hết mức có thể luôn. Cái kiểu như là bà nội binh cháu quá là mình không dạy được. Nhiều khi là chiều quá, nhiều khi mình la một tí xíu cái là nội xót, cái nội gì la. Rồi không thì cho mình cho ăn cái là kêu thôi cho em ăn đi có sao đâu con, em còn nhỏ mà. Cứ vậy á thì mình không dám cãi đúng không chị? Mẹ thấy sao mẹ? Điều đó thì nói cũng đúng. Nhưng mà tại vì nhiều khi mình thấy nó con nít. Dạ. Nhiều khi nó đòi ăn mà không cho nó thì cũng thấy xót. Nhưng mà tại vì nói chung thằng bé ở nhà nó cũng to ký quá rồi, nó sợ con nó bị béo phì. Đôi khi á mình cho thì nó có vẻ không vui. Dạ. Thì đó mình thấy nó cũng hợp lý thôi, cũng không phải buồn gì nó đâu. Dạ. Nên tâm sự mẹ chồng nhiều hơn. Con đừng nghĩ là mẹ thương con trai nhiều quá mẹ không chia sẻ với con đâu. Chắc chắn rằng trong lòng của mẹ cũng yêu thương con dâu như là con ruột mình thôi. Cứ chia sẻ mẹ sẽ là người gọi là giải quyết rất là tốt. Đôi khi nhỏ nhỏ mẹ binh nhưng chuyện nào mẹ thấy sai là chắc chắn mẹ sẽ la chồng của con ha. Giờ là chồng con nó gửi cho chương trình bức thư. Cứ đọc thế thôi chồng con nói gì. Thư gửi đến mẹ và vợ. Đầu thư xin được chân thành cảm ơn các anh chị chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu đã tạo điều kiện để em có cơ hội được bày tỏ điều mà thường ngày không thể nói được với mẹ và vợ. Cha này ngại nói nè ha. Con gửi mẹ, đây là lần thứ hai con viết một lá thư gửi mẹ như vậy đó. Sau lá thư lần đầu vào năm lớp 12 khi con học hành sa sút làm mẹ buồn phiền. Tưởng chừng như lúc ấy khi mẹ đọc thư con gửi về mẹ sẽ giận dữ lắm. Nhưng khi con về đến nhà mẹ vẫn dịu dàng bên con, động viên con, giúp con ngày trưởng thành hơn. Mẹ à, con thương mẹ nhiều lắm. Mẹ đã đánh đổi cả cuộc đời để lo lắng cho con. Những năm gần đây, con biết sức khỏe của mẹ không được tốt, nhưng mẹ vẫn cố gắng hết sức mình.
dành những gì tốt đẹp nhất cho gia đình đến khi quên chăm sóc cả bản thân của mình nữa mẹ đó. Mẹ à, con xin lỗi mẹ vì bản thân ngay lúc này con chưa đủ lớn để có thể quán xuyến cả gia đình, làm mẹ phải bận lòng lo lắng vì con. Nhưng mẹ ơi, đến lúc này điều con mong mỏi nhất bây giờ là mẹ sống cho mình, được không mẹ? Con trong mắt mẹ tuy vẫn còn là bé con như ngày nào, nhưng đối với thế giới rộng lớn ngoài kia đã là một người đàn ông trưởng thành rồi mẹ. Mẹ cứ vui vẻ làm những gì mình thích đi mẹ, mọi chuyện còn lại để con lo nha mẹ. Cuối thư, con chỉ muốn nói con thương mẹ nhiều lắm. Cảm ơn mẹ vì mẹ là mẹ của con. Gửi vợ. Vợ à, đầu thư anh xin chúc mừng em vì em càng ngày càng tự tin hơn, can đảm hơn để đón nhận nhiều cơ hội trong cuộc sống. 2 năm qua, không ít thì nhiều, cũng làm thay đổi cách sống độc thân của hai đứa. Vui có, buồn có, giận hờn cũng có, nhưng điều đó không làm thay đổi tình cảm của hai đứa mình, em nhỉ? Đến lúc này, anh lại càng tin vào hai chữ duyên phận. Em à, anh là mẫu người sống cho gia đình, anh không thích thể hiện tình cảm ra bên ngoài đâu. Điều đó đôi lúc làm em buồn đúng không? Nhưng qua đây, anh muốn nói với em rằng anh yêu em và con nhiều lắm đó. Anh tin tưởng bản thân mình sẽ làm cho em và con hạnh phúc suốt cả quãng đường còn lại, như anh đã từng hứa với em lúc hai đứa mình mới gặp nhau. Cảm ơn em, những năm tháng đã qua đã dành thời gian để yêu anh, chấp nhận anh và cho anh một thiên thần đáng yêu hiện tại. Cảm ơn em vì mọi thứ. I love you 3000. I love you 3000. Em à, hạnh phúc là biết lúc có người chờ cửa. Ngay lúc ấy mọi thứ dường như đối với anh nó không quan trọng gì nữa. Hay lắm. Hạnh phúc là gì? Là đôi khi biết có người đó chờ cửa, vợ mình chờ đó. Mình đã hưởng ở chồng em rất là kiểu khô cạn á, không có nói những gì mình nghĩ hết. Kiểu như là không có tình cảm á. Hay như là mình muốn bày tỏ tình cảm mình ra cái chồng con dở ngần cái coi như mình mất hứng, mình hết muốn nói á. Lại là không có nói là kiểu như mà anh thương em hay là anh yêu em vậy, là không bao giờ nói hết á. Em có bất ngờ với lá thư này không? Có không? Cô có bất ngờ với lá thư này có không? Có luôn. Tôi rất là cảm động khi nghe lời nói này của con. Dạ. Đôi khi đó, có thể con cô, chồng của con đó muốn nói nhưng nói không được. Đây là thông điệp từ trái tim của con mình đối với mình, của chồng con đó. Đôi khi nó nói không được, nhưng mà trong lòng là như thế. Cô nhà. Nhưng mà em tin cái câu cuối cùng của anh là hạnh phúc là khi có người chờ cửa, là anh muốn xin đi nhậu nữa đó. Chồng con mà đi ra đường á, mà khuya mà không về là con ngủ không có được. Nên là con phải bắt buộc về rồi con mới yên tâm, con mới đi ngủ được. Rồi. Bởi vì anh nói hạnh phúc là có người chờ cửa, chỉ nhớ người chờ cửa và yêu người chờ cửa thôi. Chồng con cũng lãng mạn lắm. Vấn đề chúng ta chưa khơi gợi đúng những cái giây phút đó thôi. Tuyệt vời lắm. Những giọt nước mắt hạnh phúc đúng không cô? Dạ đúng. Thật sự anh lần đầu tiên có mới nghe được như vậy, rất là vui bây giờ. Ở những người đàn ông trên thế gian này, hãy viết nhiều lá thư nhiều hơn nữa cho những người mình yêu thương. Có thể mình nói không được, nhưng mà mình hãy viết thư rồi nhờ Quyền Linh đọc. Hôm nay đi là do con trai cô đăng ký và sắp xếp cho mẹ con cô đi. Dạ. Hôm nay hạnh phúc ha. Ừ. Hạnh phúc không con? Chứ đây những lời rất là lãng mạn luôn á. Chú còn chưa viết được luôn á. Rồi, một cái điều gửi tặng gia đình. Rồi. Chúc gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Dạ. Con xin được thay mặt chương trình gửi tặng cô và chị một ít quà. Đây là Ala Bio với thành phần 5 Ala, được chứng nhận lâm sàng về hiệu quả tăng cường chuyển hóa đường thành năng lượng, giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị đái tháo đường. Xin cảm ơn cô và chị đã đến tham gia chương trình ạ. Dạ, cảm ơn.